Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia 2022, dưới sự chủ trì của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Sở Công Thương Lào Cai đã phối hợp với Thương hội Quốc tế Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam tổ chức hội nghị quốc tế ngành nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tại hội nghị, gần 300 đại biểu gồm đại diện các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp hai bên đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác xuất nhập khẩu thời gian qua, cùng đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các địa phương hai nước. Cơ quan chức năng của hai bên đã giới thiệu về nhu cầu thị trường, các quy định của Việt Nam và Trung Quốc về xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây và mặt hàng thủy hải sản qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Hà khẩu Trung Quốc. Năm 2022 này, tỉnh Lào Cai đã bố trí một cái nguồn lực kinh phí tương đối so với các năm trước, là chúng tôi đã tổ chức đến 6 cái đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đến tất cả các vùng miền trong cả nước để gần như là tuyên truyền cái chính sách về cơ chế quản lý xuất nhập khẩu của phía Trung Quốc, cũng như là những cái điều kiện, các cơ sở hạ tầng, cái chất lượng phục vụ của cái cửa khẩu Lào Cai để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cả nước để có thể là tiếp cận và xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản, trái cây, thủy hải sản sang thị trường Trung Quốc. Đây là một hoạt động chuyên nghiệp mang tính chất gọi là giao hữu giữa hai nước, và nó giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận hơn với khách hàng của mình ở Trung Quốc. Đặc biệt là đối với thủy sản như chúng tôi thì giúp chúng tôi có thể tiếp cận khách hàng hơn, khẳng định cái cũng như là cái thương hiệu chất lượng của mình đối với nước bạn. Bên lề hội nghị, ban tổ chức đã bố trí 30 gian hàng trưng bày các sản phẩm thế mạnh của các tỉnh thành trong cả nước, tổ chức hội thảo Lào Cai phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó, 35 cặp doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc đã trực tiếp kết nối giao thương trực tuyến, đón đầu cơ hội khi Trung Quốc kiểm soát được dịch COVID-19. Với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thông suốt, kết nối tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hệ thống logistics cơ bản đáp ứng được nhu cầu trao đổi, giao thương hàng hóa giữa hai nước. Thông qua sự kiện lần này, tỉnh Lào Cai tiếp tục khẳng định được vai trò cầu nối quan trọng giữa các địa phương của Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc.